vào thế giới, mang cho đời một niềm vui mới. Cụ thắp sáng lửa hân hoan, đem yêu thương đi về muôn phương. Kìa tiếng ai đang gọi mời, tiếng ai đang cất lời, có ai đang chờ đợi. Qua cánh lo âu cuộc đời, dù hết đi bao buổi chờ, nay ta về bên Chúa. Niềm tin rực sáng. Ca lên nào, ô la la la. Bay lên nào, lên cõi trời cao. Everybody say I love Jesus. Jesus is the way I'll follow him. Ca lên nào, ô la la la. Bay lên nào, lên cõi trời cao. Everybody say I love Jesus. Jesus is the way I'll follow him. Cùng bước tới đi vào thế giới, mang cho đời một niềm vui mới. Em yêu thương đi về muôn phương. Cùng siết tay nhau thật chặt, đón yêu thương sáng ngời với Giêsu vào đời. Cùng Chúa ta đâu còn sợ, có Chúa bên ta từng giờ, tiếng dân tràn sức sống, niềm vui rạng rỡ. Ca lên nào, ô la la la. Bay lên nào, lên cõi trời cao. Everybody say I love Jesus. Jesus is the way I'll follow him. Ca lên nào, ô la la la. Bay lên nào, lên cõi trời cao. Everybody say I love Jesus. Jesus is the way I'll follow him. Ca lên nào, ô la la la. Bay lên nào, lên cõi trời cao. Everybody say I love Jesus. Jesus is the way I'll follow him. Con đẹp mãi màu hoa, như cung đàn tìm được những con thơ.
ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giê-xu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nơi con người chúng ta thường có ba khuynh hướng xấu lớn nhất, đó là danh, lợi và thú. Lời Chúa hôm nay đề cập đến khuynh hướng hám danh, hay nói cách khác đó là tính kiêu căng, tự mãn nơi con người. Nhân cơ hội được mời dự tiệc, Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh bữa tiệc để dạy hai bài học. Bài học khi được mời dự tiệc và bài học khi đứng ra để đãi tiệc. Cụ thể là bài học về sự khiêm nhường và bài học về lòng bác ái vô vị lợi. Trước hết là bài học khi được mời dự tiệc, hay là bài học về sự khiêm nhường. Chúa Giê-xu hôm nay đã quan sát thấy người Do Thái hay chọn chỗ nhất để ngồi, không phải vì chỗ nhất ăn ngon hơn, mà vì chỗ nhất danh dự hơn. Như vậy chỗ ngồi là danh dự. Những người Do Thái tự chọn chỗ danh dự, nghĩa là tự tô vẽ danh dự cho mình. Việc tô vẽ như thế có khi không đúng sự thật, cho nên có thể bị mời xuống hàng dưới. Bởi thế, Chúa Giê-xu đã dạy không nên tự mình tranh giành địa vị, vì có thể địa vị ấy không tương xứng với khả năng và phẩm giá của mình. Đúng hơn, hãy để cho người khác sắp xếp chỗ cho mình, do sự đánh giá khách quan của họ đối với mình. Và như vậy, mình sẽ an tâm, sẽ được mời vào chỗ danh dự hơn. Và tốt nhất là hãy để chính Chúa lo việc đó. Vì hễ ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Chúng ta cần chú ý câu nói ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Động từ bị hạ xuống ở đây, ở trong thể thụ động, một kiểu tránh nói trực tiếp tới Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là không phải người đời mà chính Thiên Chúa cũng hạ kẻ tự tô vẽ danh dự cho mình. Chính Thiên Chúa cũng hạ bệ những kẻ kiêu căng xuống. Như vậy hãy nhớ rằng danh dự của mình không phải do mình tự tô vẽ, nhưng là do Thiên Chúa đặt mình vào. Và Thiên Chúa thì thường nâng cao những kẻ thấp hèn, nâng cao những kẻ khiêm tốn. Và điều thứ hai, thưa quý ông bà, anh chị em, ấy là bài học khi đứng ra đãi tiệc, hay còn gọi là bài học về lòng bác ái vô vị lợi. Chúa Giê-xu nói hãy mời những người nghèo, người què và người đuôi mù. Đây là ba hạng người xấu số trong xã hội Do Thái thời Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã dùng ba hạng người đó để diễn tả cho chúng ta những người nghèo nhất, vì ba hạng này bị khinh miệt và không được phép tham dự những buổi lễ ghi, những bữa tiệc long trọng của người Do Thái thời bấy giờ, nhất là trong đền thờ. Và Chúa còn bảo họ không có gì đáp lễ. Vì những người nghèo này họ không có gì đáp lễ,
thì anh em hãy thiết đãi họ để sau này họ sẽ đón tiếp anh em vào nước trời. Thưa cộng đoàn, người đời thường cư xử với nhau theo tiêu chuẩn có qua có lại. Hòn đá ném đi thì hòn chì ném lại. Do đó họ thường mời những kẻ mà sau này sẽ đền ơn họ bằng cách này hay cách khác. Nhưng Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta hãy mời những kẻ không có gì đáp lễ và cũng không có khả năng để đáp lễ. Khi đó chính Thiên Chúa sẽ thay họ thường công cho những kẻ mời. Phần chúng ta đều mang tính kiêu căng, mỗi người thể hiện một cách. Và vì ham danh vọng, chúng ta đã làm nhiều điều đáng trách. Chúng ta đối xử đặc biệt tốt đối với những người có địa vị, có vị thế trong xã hội, và hay khinh miệt những kẻ thấp hèn. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy sống theo giáo huấn của Chúa. Hãy nhớ rằng kẻ làm việc cách khiêm tốn thì được người khác mến yêu, vì chính Thiên Chúa cũng yêu thương những kẻ khiêm tốn ấy. Còn kẻ kiêu căng sẽ bị Thiên Chúa loại trừ. Khi nó lâm cảnh khốn khổ thì vô phương cứu chữa. Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy sống bác ái độ lượng, biết mở rộng bàn tay và nhất là biết mở rộng cõi lòng của mình ra để biết cho đi và phục vụ anh chị em cách vô vị lợi. Chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương trước và ban cho chúng ta muôn vàn ân lộc, thì đến lượt chúng ta cũng hãy biết làm điều ấy cho tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, tất bạc, những người bất hạnh hơn chúng ta. Thực hiện được như thế, chúng ta sẽ là chứng nhân của Chúa giữa dòng đời, và Chúa sẽ ban muôn phước lành cho chúng ta. Amen. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời chả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm gầy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay, tim hồng say yêu mến dâng đầy, lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
hát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn. Qua những vui buồn, mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa. Hạnh phúc của đời con biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi. Niềm tin chan chứa mọi nơi. Chúa con khao khát Ngài bằng trái tim chân thành, đời con đây dâng trọn lên Ngài. Lạy Chúa con khao khát Ngài bằng hết cả thân này. Giê-xu con thánh linh ơi.
Dịu êm hơn bên Chúa đây, lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi, giây phút này hồn như vươn tới trời quê hương. Ôi sướng vui hạnh phúc thiên đường, từ nơi cung thanh vọng vang lên tiếng Chúa gọi, đền bồi những tháng ngày vọng ân hững hờ. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi, giây phút này tình yêu Thiên Chúa thật bao dung, nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng. Tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu, nguồn tình yêu mến tràn chứa vô bờ, bừng bừng lửa cháy trái tim người xa. Ngàn đời khôn vơi. Ngày qua
trên biên đời phiêu lưu con đã quên. Hồng ân Thiên Chúa dìu con lên hiến thân, về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi. Giây phút này chìm sâu trong xuôi lệ ăn năn, xin xót thương lạy Chúa nhân hiền. Rồi đây trước ngưỡng cửa vô biên con có gì? Một khi tâm trí còn mê theo hão huyền, về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe Chúa nói đi. Giây phút này chỉ tình yêu Chúa là thiên thu, luôn kính tin và mãi tuôn thờ. Tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu, nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ, bừng bừng lửa cháy trái tim người sáng thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi. Tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu, nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ, bừng bừng lửa cháy trái tim người sáng thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Thank you.
Thánh Linh Ngài làm tươi mát tâm
mưa thánh linh ngài làm đại ca tông lòng đang ca cao thần linh của Chúa hiện diện nơi đây thần linh của Chúa đang ở nơi này ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu thần linh của Chúa thần linh của Chúa nhìn thấy mọi lòng khát khao ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu thần linh của Chúa thần linh của Chúa hiện diện nơi đây hiện diện nơi đây thần linh của Chúa thần linh của Chúa đang ở nơi đây ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Trong giờ lâm tư